Ngày hôm nay là trung tâm âm nhạc của mình đã lựa chọn một nhà cung cấp rất là tuyệt vời, đó là công ty Minh Phụng. Hôm nay Minh Phụng đã gắn cho mình là 8 cái đàn điện, và dịch vụ của mấy bạn ấy rất là dễ thương. Mấy bạn ấy đã mang đến cho mình một cái cảm giác là rất là hứng khởi cho một cái trung tâm mới. Và hiện tại thì là Trend Music đã chuẩn bị ra mắt với mọi người về lớp dạy piano cho doanh nhân và lớp dạy piano cho trẻ em. Thì bên cạnh đó mình còn có là hai lớp về luyện thanh và đào tạo ca sĩ. Rồi cùng với một cái lớp về hội họa. Hội họa mình cũng có là hội họa cho doanh nhân và hội họa cho các bạn trẻ cũng như các bạn văn phòng. Vì thế nên mình rất là hy vọng sau này mình sẽ là mở những cái chi nhánh tiếp theo. Và cái đơn vị mình chọn về đàn chắc chắn sẽ là Minh Phụng. Mình rất là cảm ơn đơn vị Minh Phụng rất là nhiều. Cảm ơn những chia sẻ cũng như sự tin tưởng của cô dành cho Minh Phụng Music. Bắt đầu từ niềm đam mê với âm nhạc, cùng tâm huyết tạo ra một sân chơi văn hóa nghệ thuật The Two End Music ra đời để cùng truyền cảm hứng âm nhạc cho học viên bằng đam mê của đội ngũ giảng viên giàu tâm huyết, mong muốn khai thác tiềm năng âm nhạc của chính bạn. Đây là một sân chơi để các học viên được thử sức sau những buổi học tràn đầy tiếng cười với đội ngũ giáo viên tận tâm, những bài giảng bổ ích, chinh phục đam mê piano của chính mình. 8 Điều gì quan trọng thì mình sẽ nói lại 3 lần. Bởi vì hôm nay Minh Phụng Music bàn giao 8 cây Custman cảm hộp Bluetooth về cho lớp nhạc tại quận Phú Nhuận. Nào, hãy cùng mình bắt đầu video thôi. Tại kho hàng 56/7 Tân Thới Nhất 17, phường Tân Thới Nhất, quận 12, lần lượt 8 cây piano điện Custman KS1 Bluetooth mới tính, nổi bật với thiết kế hiện đại cũng nhiều tính năng tiện ích, đang được các bạn nhân viên phối hợp đưa lần lượt từng cây vào phía thùng tải với những thao tác cẩn thận đầy nhịp nhàng. Một khung cảnh thật tuyệt vời, chiếc xe tải lớn dừng lại trước cổng lớp nhạc The Two End. Phía bên trong là 8 cây piano điện mới nguyên đai nguyên kiện Custman KS1 Bluetooth. Khi đội tải lần lượt xuống hàng thì các bạn có biết rằng một trung tâm âm nhạc chất lượng cần có những yếu tố nào? Tìm hiểu nhé. Yếu tố quan trọng nhất chính là đội ngũ giáo viên với kinh nghiệm và kiến thức tốt. Thứ hai, cơ sở giảng dạy vật chất hiện đại. Thứ ba, chương trình học đa dạng phù hợp với mọi đối tượng. Cuối cùng là được học và chơi đàn bên cạnh những người bạn có chung đam mê. Và tất cả 7 cây đàn đã nằm gọn trong lớp nhạc rồi các bạn ơi. Tôi này 28 cỡ đầu rồi chưa bao giờ đọc hợp nhiều như này. Phải tôi đọc hợp cho hết. Trong khi các bạn lắp đàn, anh em hãy cùng tìm hiểu lợi ích của việc chơi piano nhé. Đầu tiên là piano sẽ giúp bạn rèn luyện kỹ thuật cơ bản của ngón tay. Thứ hai, với piano bạn sẽ sở hữu nền tảng vững chắc về lý thuyết hòa âm, giai điệu, nhịp điệu. Thứ ba là khả năng solo đầy ấn tượng. Thứ tư chính là nhờ vào kỹ năng đệm đàn của piano mà bạn có thể chuyển sang chơi dễ dàng nhiều loại nhạc cụ khác nhau. Cuối cùng chính là sự sáng tạo, các bản nhạc dựa vào lý thuyết chuyên sâu. Giờ hãy đặt vào vị trí mà khách hàng mong muốn nhé các bạn. Ta-da, cuối cùng đã xong được một cây, còn 7 cây nữa. Tiếp tục với cây thứ hai nhé các bạn. Ta-da, lần này sẽ là Custman cả một Bluetooth màu trắng nhé. Như các bạn có thể thấy, nhà Custman luôn có sản phẩm rất tốt. Đang được bảo vệ bởi những miếng xốp ni lông cực kỳ to và chắc chắn. Tiếp theo là những lớp giấy mút nhằm giảm chày và tránh sốc trong quá trình vận chuyển. Piano điện Custman KS1 Bluetooth hiện nay đã và đang được nhiều trung tâm lựa chọn và thầy cô dạy nhạc yêu thích bởi những thông số ấn tượng. Bắt đầu tìm hiểu thôi. Đàn trang bị 88 phím với 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn, 128 polyphony, 20 âm sắc, mang sự vượt trội về âm thanh giai điệu. Đàn được trang bị 2 cổng phone vô cùng tiện lợi, sẽ truyền âm thanh đến tai nghe và cả phát ra loa đàn, kết nối không dây với các app học nhạc như Zimly Piano, Perfect Piano bằng Bluetooth MIDI ngay trên đàn, giúp tiết kiệm diện tích dây cáp mà bạn phải dùng. Cổng USB kết nối với máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng dễ dàng hỗ trợ truyền dữ liệu MIDI và dữ liệu âm thanh kỹ thuật số. Đàn còn nhiều chức năng hiện đại như metronome đếm nhịp, Trinova trộm tiếng, Genspo tăng giảm tông, và đặc biệt các nút chức năng đều được tổng hợp trong một nút function. Đàn trang bị đầy đủ 3 pedal, sustain pedal, sustain nuto, shop điều chỉnh âm thanh theo ý muốn của người chơi để thể hiện được trọn vẹn cảm xúc của bản nhạc. Chất lượng âm thanh lẫn âm sắc cực chuẩn, trong và luôn ổn định với hai loa công suất 25W dưới thân đàn. Chính sách dành cho khách hàng mua KS1 Bluetooth tại Minh Phụng Music, bạn sẽ được bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Ta-da! Vậy là mình đã lắp ráp xong 8 cái đàn Custman cả một Bluetooth, 4 đen và 4 trắng. Cùng mình tập đếm nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ủa, cái thứ 8 ở đâu?
Hãy theo chân mình nha. Và bây giờ anh em cùng theo mình đem cây Custman Cast 1 Bluetooth thứ 8 lên từng bậc thang để đến với căn phòng đặc biệt nhé. Đây chính là phòng cách âm với đầy đủ tiêu chuẩn dành cho một người nghệ sĩ, như khả năng giảm tiếng ồn, giúp kiểm soát, cải thiện chất lượng âm thanh để người chơi tập trung trong việc cảm âm để sáng tác và sản xuất một bản nhạc nào đó hoặc những bản ghi âm chất lượng. Ta-da! Cây thứ 8 ở đây nhé các bạn. Vậy là hôm nay Minh Phụng Music đã bàn giao đủ 8 cây Custman cá mộ Bluetooth về cho lớp nhạc rồi. Cùng giáo viên và anh em team chúng mình bóc siêu đàn piano và thử âm thanh nhé. Vậy là buổi bàn giao đàn piano điện Custman cá mộ Bluetooth đến với trung tâm âm nhạc The Two End Music đã thành công tốt đẹp. Sự đồng hành của The Two End Music đã góp phần quan trọng trong sự phát triển và thành công của Minh Phụng Music. Đơn vị mình mong rằng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp này sẽ tiếp tục phát triển bền vững trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe và bật chuông thông báo để theo dõi những video sắp tới của tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu piano điện yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.